Ok này, hướng dẫn xuất xuất danh bạ từ các máy Android. Cần vào vào phần danh bạ này. Mì yếu này, danh bạ của nó vào chỗ nào vậy? Mì, mì. 83 đúng không? 83. Còn nó mì 15. Chứ nó chỉ có lấy cái mã nào. Đấy sao tôi vòng nó tôi này. Nghe đảo vào. Này, 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 này. Đấy. Đây là vừa gọi đây. Cái này đấy. Nó có không? Bố phải đăng nhập tài khoản bố cái này. Đăng của tao quay mình này. Chết tin nữa. Đây. Đây là gì? Cái này là chiếc lờ này. Bắt đồ này. Lờ cũng được, lờ cái gói. Cái quay anh. Mấy là đồ kiểu này. Đồ với phần quét rác này. Đổi phần tài khoản vô này. Cái này nếu đổi mà tiếng này nè, toàn tiếng Anh. Hả? Toàn tiếng Anh. Đấy, bấm vào đây. Đấy. Điền chỉ nhau thôi. Điền chỉ mail tên rồi. Điền này. C hướng dẫn là cái này là phải sử dụng lùng đúng không? Đi nào. Đi nào. Tán hết C99 này này. Lấy lùng nữa mà quăng có này với thì lần khấu. C99 tán hết C99 mới xin con gồm nhau.com này. Nick ngay rồi. Nick để tan missing a con gồm nhau.com mình đấy password. Ok này, con bấm vào cái mũi này, chọn nhập xuất này, xuất trên bộ nhớ này, danh bạ trên bộ nhớ này, danh bạ xuất danh bạ ra bộ nhớ này, cái này tiếp rồi. Upset để tiếng Anh áp dụng.
bằng lời đó đấy. Alo, chào các bạn. Này kết. Cái này là gửi này tới nhà. Nhưng mà kiểu chứ này. Cái này bởi vì phiên bản Mỹ là mốt mốt bàn phím tiếng Anh, phiên tiếng Việt ra mình là bàn phím là tiếng Anh luôn. Người ta là ngôn ngữ hệ thống luôn. Bố viết tin nhắn bình thường rồi nó viết hết rồi đồ con khởi động với mấy hôm nay à bây giờ gặp tên cần mình làm mình có chức năng ngắn gọn nào có đồ biết gì in hình là số điện thoại rồi, tình này 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 là số điện thoại rồi,